mấy bao thức ăn màu tím này tốt không mà ai cũng xài vậy anh Bảy? Thức ăn tăng trọng cho tôm thẻ chân trắng của Sweating đó chị Tám. Thời thế thay đổi, màu tím lên ngôi rồi, bộ chị chưa biết gì hả? Tôi có biết gì đâu, chỉ thấy là bà con xứ mình dạo này thích chơi nổi ghê, tím hồng đồ. Tôm nhà chị hổm rài sao rồi? Ba ao hôm bữa chị hỏi tôi chắc cũng sắp thu rồi hả? Cũng điều điều à anh Bảy, đang mong tôm ăn mạnh lớn nhanh cho người ta tới thu, đặng tôi còn thả thêm làm vụ nữa. Vậy chị cũng thúc tôm vào thức ăn Xpen như tôi đi. Đây là thức ăn tăng trọng mới nhất của Sweating dành cho tôm thẻ chân trắng. Thức ăn Xpen kích thích tôm ăn nhiều và hấp thụ dinh dưỡng triệt để, nên vẫn đảm bảo hệ số FCA thấp mà tôm thì lớn nhanh như thổi. Thức ăn được con tôm tiêu hóa hết nên chất lượng nước ao được giữ ổn định, tôm mạnh, nước sạch, vừa khỏe mình vừa đỡ được nhiều khoản phát sinh. Nhờ có Xpen nên mấy vụ tôm vừa rồi tôi hoàn toàn chủ động được thời gian thu đó chị. Mấy ông lái giờ ưng ghé chỗ tôi luôn, cứ đúng hẹn là có tôm như ý. Xpen hay dữ vậy anh Bảy? Chứ còn gì nữa, tôi sử dụng thấy tốt nên mới giới thiệu chị đó chứ. Chị thấy nhà tôi mới đào thêm 2 ao không, nhờ Xpen đó. Rồi rồi rồi, giờ tôi thúc tôm bằng Xpen liền luôn. Cảm ơn anh nha anh Bảy. Còn Xpen bao màu tím không bác Hai ơi? Tôi cũng lấy nữa nha.